Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại khu vực quảng trường Ba Đình. Bây giờ là khoảng 18 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Đây là không khí của ngày nghỉ đầu tiên. Ngày thứ hai các bạn. Rất nhiều người dân đang có mặt ở đây và tôi sẽ vào trong này để ghi lại những hình ảnh của ngày mùng 1 tháng 9 trước ngày Quốc khánh. Em bắt tay anh cái. Ô bắt tay luôn à? Thăng Long TV đúng không? À đúng rồi. Vâng. Vừa vào đây đã gặp ông bạn fan này rồi. Cảm ơn anh ạ. À cảm ơn anh đấy ạ. À thế à? Vâng, đi vào trong này chụp ảnh với các con với cháu mình chưa? À em đi rồi, bây giờ đi về ạ. Đi về à? Vâng. Cảm ơn nhá. Anh vào đây ghi hình tí, anh quay hình tí. Chào các bạn nhá. Ờ ok. Vừa vào đây đã gặp được một bạn là fan của mình đó các bạn. Tôi đang đi vào trong quảng trường đấy các bạn này, chỗ đường ngã tư Hùng Vương và Lê Hồng Phong. Các bạn thấy là khá đông người dân ở chỗ này và tôi sẽ đi vào trong này ghi hình cho các bạn xem không khí ở đây các bạn nhá. Rất đông, bây giờ đi qua khu vực an ninh rồi. Anh em cho qua khu vực an ninh mới vào được. Rất may là thời tiết khá dịu nhẹ các bạn. Là như nào? Chúng tôi không cho vào. Không cho nó vào. Đấy, anh có vào được không? Cái đá ok. Các bạn là chúng ta đang vào trong quảng trường Ba Đình, đường Hùng Vương các bạn. Ở bên ngoài này thì cũng một số các gia đình họ đang mang con cháu họ đến đây để đi chơi các bạn. Đây các bạn. Và chúng ta phải đi qua một cái khu vực an ninh như thế này. Chúng ta xếp hàng các bạn. Bây giờ là 18 giờ chiều rồi. Xếp hàng đi qua cổng an ninh. Các bạn thấy không? Khá đông. Kiểm tra an ninh chắc là không được quay, tôi sẽ tắt máy đây. Sau khi kiểm tra an ninh thì các bạn nhớ rằng là đi vào đây không được mang theo lá cờ nào cả nhá. Và máy quay thì tuyệt đối không được mang micro. Các bạn chỉ mang điện thoại và máy quay bình thường thôi. Và tôi đã vào tới khu vực quảng trường Ba Đình, gọi là chỗ gọi là nhà đường Hùng Vương đấy các bạn. Đó. Bây giờ đang là 6 giờ chiều. Ánh mặt trời vẫn rất đẹp các bạn và thời tiết khá tuyệt vời. Tôi sẽ quay cho các bạn xem quang cảnh khu vực này. Đây. À, mọi người đến đây thì ăn mặc rất là đẹp. À, ai ai cũng có cái bộ trang phục riêng cho mình và trang điểm để đi chụp những tấm hình đẹp nhất trong những ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như các bạn đã thấy, có cả những bạn nước ngoài đến đây. Và đây chính là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Buổi sáng thì họ xếp hàng rất là đông, người dân đấy thì xếp hàng rất là đông và vào viếng lăng Bác. Ở đây như các bạn thấy là họ đi theo từng tốp, từng đoàn như thế này. Không khí của ngày lễ Quốc khánh của chúng ta đó các bạn. Hôm nay mới là mùng 1 thôi, còn ngày mai nữa cơ. Và trước kia, trước mặt các bạn là nhà Quốc hội đấy các bạn. Đây có hai cô ở tận miền Nam ra. Ôi trời, hai cô có bộ quần áo đẹp quá và cháu nghe các cô nói giọng ở miền trong. À, các cô từ đâu đến đây ạ? Mấy cô ở trong Bình Dương. À, Bình Dương ra đây ạ, tức là đi lần đầu tiên ra Hà Nội ạ và lần đầu tiên đến thăm Lăng Bác. Ừ.
Các cô đã vào viếng Lăng Bác chưa ạ? Cô mới đến đây lần đầu tiên á. À, chưa được vào viếng, mới được chơi ở đây thôi ạ. Cô thấy Hà Nội thế nào ạ? Hà Nội đẹp quá. Dạ, và đường phố sạch sẽ mà nói chung là đi thấy vui lắm. Dạ, không dạ. Khí ở đây rất là mát mẻ. Dạ vâng, thế là cô cũng ở đấy ạ? À, nhưng mà cô là sinh ra ở đấy hay là từ người Bắc vào trong Bình Dương ạ? À? À, cũng ở trong Bình Dương. Lần đầu tiên ra hai cô ra Hà Nội chơi và đi ăn Tết Độc Lập đấy, gọi là ngày Quốc Khánh ấy. Cô thấy không khí ở đây thế nào ạ? Người dân như thế nào ạ? Cô có thể nói một chút ạ? À, thấy người dân ở đây là phấn khởi, là rất là vui. À, ai cũng ăn mặc đẹp. Tại vì bữa nay là ngày của tháng 2 tháng 9. Dạ. Nhà nước. Dạ. Và thấy nông nghiệp lắm. Rất vâng. Nông nghiệp. Dạ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Và chúc hai cô đi du lịch Hà Nội, tham quan và ăn những cái món ăn mà ở Hà Nội là đặc sản. Cảm ơn các cô nhá. Rồi, chúc các cô vui vẻ ạ. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn các cô. Tôi vừa phỏng vấn hai cô đến từ Bình Dương. Để các bạn thấy và đây là những cái bạn trẻ rất là xinh đẹp nhá. Đấy, tuyệt vời. Áo đẹp quá. Rồi, đấy, thấy không? Đấy, đây có đi theo họ, đi theo nhóm ấy các bạn. À, và đây nữa, nhiều gương mặt trẻ các bạn. Các em, các cháu chúng ta, các con chúng ta đến đây. Và các bạn có thể nhìn thấy quang cảnh tít ở bên ngoài kia. Đó. Xinh quá. À, em bé xinh quá, không khóc à. Áo đẹp nhỉ, đi chơi bố mẹ đúng không? đúng rồi, chào em. À, có xem anh hả? À? Cảm ơn em nhiều nhá. Đây các bạn có thể xem khung cảnh ở chỗ này, nhiều người ta đang ghi lại những khoảnh khắc của ngày 1 tháng 9 các bạn. Đấy. Đấy, xinh cưa, cười tươi, tuyệt vời chưa các bạn? Đấy. Đây có một em mặc áo dài, có khăn quàng đỏ đấy các bạn. Đồng. Một cái không khí thật tuyệt vời các bạn. Hơn 6 giờ chiều rồi nhưng mà ánh nắng rất đẹp để cho mọi người chụp hình. Đó. Ngay dưới lá cờ Tổ quốc đấy các bạn. Rồi. Vâng, một chút không khí về ngày 1 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình ở đây gửi tới quý vị và các bạn. Đặc biệt là những người ở xa chưa đến Hà Nội một lần thì hãy đến và đến cái không khí quảng trường Ba Đình để thấy người dân như thế nào các bạn nha. Chúc quý vị và các bạn có một cái ngày nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Chào tạm biệt quý vị và các bạn. Khá nhiều những khách du lịch đến đây chơi các bạn. Thank you.
Đây là những đoàn du khách Ấn Độ. India. Hello.